Kính thưa quý vị, tiếp tục với bản tin Tháp News, sau đây là tin về vụ đình công xảy ra ngày hôm nay tại vùng Tây Hạn và phía đông Jerusalem trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence tới Israel. Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, ông Pence đang ở viện thăm Israel và bên phía người Palestine đã từ chối gặp ông ta. Do đó, Tổng thống của Palestine đã rời khỏi vùng Tây Hạn và đi công du ở bên phía chợ Liên Âu. Giờ đây thì ông Pence đang sắp sửa rời khỏi thưa quý vị Jerusalem cũng như rời khỏi Israel. Cái việc này cho thấy rằng là tình hình ở ngay tại nơi đây càng ngày càng khó mà đưa đến hòa bình. Khi mà hôm nay thưa quý vị tại Tây Hạn và tại mảng đông Jerusalem, những cái người Palestine họ đình công, tức là họ đóng tất cả các cái cửa tiệm, không mở cửa để phản đối Hoa Kỳ và phản đối Phó Tổng thống Pence. Chỉ vì thưa quý vị, Hoa Kỳ đã bãi bỏ tất cả những cái nguyên tắc sơ đẳng từ trước đến nay về vấn đề Jerusalem và lớn tiếng công nhận Jerusalem là thủ đô của người Palestine. Việc này cho thấy rằng là gây ra bất mãn ở trong những hàng ngũ những cái người Palestine, và họ cho rằng Hoa Kỳ không còn xứng đáng để làm ra một để trở thành ra một người trung gian cho những vấn đề hòa bình ở tại nơi đây thưa quý vị. Tiếp theo là tin Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt liên lạc với quân của người quốc ở tại Syria. Tin tức cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng lực lượng của quân YPG đã dùng vũ khí viện trợ từ Hoa Kỳ để chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ đang hành quân ở trong vùng Afrin ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng YPG chỉ là một nhánh của lực lượng Kurdistan Worker Party, thường được gọi tắt là đảng PKK. Một lực lượng người quốc ly khai trên đất Thổ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện đang xem xét tình hình tại nơi đây. Và tin cũng cho biết là đã có hơn 70 người đã chết tại khu vực Afrin kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tấn công qua khu vực biên giới này kể từ hôm thứ Bảy, nằm trong chiến dịch được gọi là chiến dịch Olibren, nhánh Ô Lưu. Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết về chiến dịch quân sự này. Thưa quý vị, quân Thổ đã lợi dụng những cái đám người chống lại chính quyền Syria trước đây, gọi là lực lượng FSA, tức là Free Syrian Army. Quân của Free Syrian Army đã vượt biên giới đi vào trong cái vùng Afrin ngày hôm qua và chiến đấu ở ngay tại vùng này. Họ mưu định thành lập một hành lang 19 mile, kêu là hành lang an toàn để có thể bảo vệ cho biên giới Syria và đất Thổ ở trong cái vùng mà kêu là đông bắc của Syria và của nước Thổ. Cuộc hành quân này họ nói rằng rất là nhanh chóng, tuy nhiên cuộc hành quân đang bị lên án bởi Hoa Kỳ, bởi nước Pháp và các nước quốc tế khác. Thưa quý vị, lực lượng của SDF, tức là lực lượng được Hoa Kỳ yểm trợ hiện nay, thưa quý vị, họ đang dự tính sẽ đưa quân vào giải cứu cho lực lượng YPG hiện nay đang ở thành phố Afrin và đang bị bao vây bởi các cái lực lượng của người Thổ. Ngày hôm qua, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Tillerson đã đưa ra một lời tuyên bố nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với người Thổ để nói về cái tình hình an ninh tại mảng Bắc của Syria. Ý ông muốn nói đến cái thành phần mà hiện nay người Thổ đang mưu định để mà tiêu diệt, đó là những người cơ gốc Syria hiện nay đang chiếm đóng vùng Afrin. Đó là tin mới nhất về vấn đề Hoa Kỳ quan ngại đến tình hình ở ngay tại nơi đây. Trong khi đó thì thưa quý vị, ở Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ lại hoạt động trở lại như cũ vào sáng hôm nay. Chính phủ Trump sáng hôm nay đã cho rằng đây là một chiến thắng lớn của Đảng Cộng Hòa khi mà ông Trump ký một cái đạo luật gia hạn về ngân sách kéo dài đến 3 tuần nữa. Sau khi các đảng viên Đảng Dân Chủ đồng ý bỏ phiếu kéo dài ngân sách nói trên, Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã hứa là sẽ đem vấn đề DACA ra thảo luận tại Thượng viện trong các phiên họp sắp đến. Tuy nhiên họ không bảo đảm rằng vấn đề này sẽ được Hạ viện Hoa Kỳ xem xét trong tương lai. Thì đây cũng là một trong những cái chiêu bài tranh đấu lẫn nhau và công kích lẫn nhau ở giữa hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa để có thể đạt được một kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa mùa vào tháng 11 năm 2018, khi Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bầu lại toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ. Thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vẫn liên quan tới thời sự của Hoa Kỳ, phải chăng có một tổ chức chống lại Tổng thống Trump
ở ngay tại Bộ Tư pháp và cơ quan FBI. Tin tức cho biết là sở dĩ mà có câu hỏi này nêu ra nghi vấn này là bởi vì sau khi có việc vô tình phá hủy hàng ngàn email và text message giữa hai điều tra viên của FBI, thì hai đảng viên Cộng hòa tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện cho rằng các tổ chức chống lại Tổng thống Trump tại Bộ Tư pháp và FBI của Hoa Kỳ. Tuy nhiên họ không đưa ra được bằng chứng về vấn đề này. Hai nhân vật chính ở trong các bản tin vừa nêu đó, như chúng tôi cũng đã từng trình bày, đó là nhân vật Strzok và Pace. Phạm Cơ sẽ cho biết thêm chi tiết về chuyện này. Thưa quý vị, ông Strzok là người kêu là điều tra viên và là người điệp viên tình báo của FBI, và cô Pace là một cái người luật sư của FBI. Cả hai người này đã can dự trong hai cuộc điều tra về vụ Hillary Clinton với các cell phone, với các cái kêu là email, và cuộc điều tra thứ hai về vụ ông Trump tư thông với người Nga. Tuy nhiên cả hai người này đều là tình nhân của nhau, cho nên họ đã trao đổi rất là nhiều text message, và các text message đó đáng lẽ phải được nộp cho Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ trong các cuộc điều tra. Tuy nhiên giờ đây họ lại loan báo rằng một số những text message này trong vòng 5 tháng qua đã bị phá hủy và họ không có nộp được những điều này. Điều này cho thấy rằng họ đã có một cái tổ chức nào đó chống lại ông Trump ở trong FBI cũng như trong Bộ Tư pháp. Vì vậy cho nên sáng hôm nay, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ông Jeff Sessions hôm nay đã đưa ra một tuyên bố nói rằng ông đang yêu cầu thủ lĩnh, tức là giám đốc của cơ quan FBI, sa thải người phó giám đốc là người mà ông McCabe hiện nay đang có vợ là kêu là làm việc cho cơ quan Fusion GPS, là cơ quan đang bỏ tiền ra để mà điều tra về vụ ông Trump tư thông với người Nga. Và việc này có lẽ sẽ được quyết định trong vài ngày sắp tới, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế là một bản tin liên quan tới một cái người kêu là ái mộ ông Trump, tức là người này vẫn thường gọi CNN là fake news giống như ông Trump. Thì ông này là người cư ngụ tại Michigan, đã gọi điện thoại đến trung tâm điều khiển của CNN tại Atlanta và đe dọa sẽ dùng súng thanh toán hãng tin này. Ông này đã bị bắt hôm thứ Sáu vừa qua tại Detroit. Ông này cũng là người đã dùng số điện thoại nói trên để đe dọa một trung tâm sinh hoạt của người Hồi giáo tại thành phố Ann Arbor tại Michigan. Ông đã được trả tự do sau khi đóng 10.000 đồng tiền bail cho thành phố nói trên. Tiếp theo là tin một bác sĩ gốc Ba Lan sống định cư tại Hoa Kỳ gần 40 năm vừa mới bị trục xuất. Tin tức cho biết là bác sĩ tên là Lucas Niak đã bị bắt ngày hôm nay thứ Ba và sẽ bị đưa ra tòa để bị trục xuất theo lệnh của Bộ Nội an Hoa Kỳ. Lệnh trục xuất căn cứ trên một tội tiểu hình mà bác sĩ này đã phạm phải 20 năm trước đây. Năm 1992, ông là thiếu niên và đã đánh nhau và phá hư xe của một người khác sau một vụ đụng xe, và ông đã bị phạm tội phá hủy tài sản người khác. Thưa quý vị, vì cái tội này liên quan đến cái việc là ông chỉ là một cái người mà chỉ có kêu là legal status là một cái người thường trú mà thôi. Cho nên nếu người thường trú vi phạm một tội tiểu hình thì theo nguyên tắc hiện nay của cơ quan di trú Hoa Kỳ dưới triều đại của ông Trump, những người mà đã phạm tội tiểu hình ở trong tình trạng thường trú nhân sẽ bị trục xuất về nước, và với lý do đó cơ quan di trú đã bắt giữ bác sĩ nói trên. Thưa quý vị, hiện nay bệnh viện nơi bác sĩ này đang làm việc đang cố sức can thiệp cho ông này với lý do hiện nay đang có dịch cúm và họ rất cần sự làm việc của ông ta. Tuy nhiên thì không hiểu cơ quan di trú trả lời như sao về công việc nói trên. Thì đây cũng là một chuyện rất là lạ lùng. Một thường trú nhân gần 40 năm chỉ phạm một tội tiểu hình cách đây hơn 20 năm mà bị trục xuất, thì đó là một câu hỏi lớn cho thấy việc làm việc rất là nguyên tắc của cơ quan Bộ Nội an Hoa Kỳ đã gây ra nhiều rắc rối khiến dân chúng phản đối, thưa quý vị. Thưa quý vị, một vụ nổ dữ dội đã xảy ra tại tiểu bang Oklahoma, một nơi mà người ta đang khai thác dầu, có lẽ là dầu oil shale. 17 công nhân được rời đi khỏi nơi có vụ nổ nói trên. Vụ nổ rất là lớn và một công nhân đã được trực thăng trở về bệnh viện. Lửa vẫn còn cháy tại mỏ khoang và vì vậy chưa ai đến được gần. Mỏ khoang này nằm ở thành phố Quinton, cách thành phố Tulsa 100 dặm Anh, tức là 100 mile về hướng đông nam. Thì những người ở gần cái nơi bị nổ cho thấy rằng là họ
Trâu bò của họ bị chết rất là nhiều, và khi vụ nổ xảy ra đã có 20 công nhân làm việc tại cái nơi khai thác dầu mỏ này, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, về thời sự liên quan tới tranh chấp mậu dịch, chính phủ Trump đánh thuế nhập nội lên các mặt hàng nhập cảng có liên quan tới năng lượng mặt trời và máy giặt. Tin tức cho biết là tất cả những hãng chế tạo các tấm năng lượng mặt trời sản xuất không phải từ Hoa Kỳ đều bị áp đặt mức thuế lên tới 30% trong vòng 4 năm đầu tiên, và sau 4 năm sẽ được giảm xuống còn mức là 15%. Lệnh này đã làm cho chứng khoán của các hãng nội địa của Hoa Kỳ như là Tesla lên giá. Trong khi đó, các hãng ngoại quốc như Trung Hoa và Nam Hàn đều bị ảnh hưởng mạnh tới lệnh mới này của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, lần này là một trong những cái lệnh mà ông Trump muốn rằng là đưa lại bênh vực cho kỹ nghệ của Hoa Kỳ trước. Vì vậy, ông đánh thuế vào những hãng ngoại quốc đang cạnh tranh với kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Bản tin kể là bản tin liên quan tới việc dùng súng bắn nhau ở tại Hoa Kỳ. Hai vụ bắn nhau đang xảy ra. Một vụ bắn nhau ngày hôm qua khi một thiếu niên 16 tuổi dùng súng bắn một thiếu nữ cũng là học sinh ở trong trường, trong phòng ăn của một trường học high school ở tại tiểu bang Texas. Anh này đã rời phòng ăn sau khi nổ súng và đã bị bắt ngay tại trường học nói trên. Trong khi đó, một vụ bắn nhau khác vừa xảy ra vào sáng hôm nay tại một trường học ở Kentucky. Thủ phạm cũng bị bắt và một người đã bị bắn chết trong vụ thứ hai này. Các tin tức còn rất mới cho nên người ta chưa có chi tiết thêm về vụ bắn nhau ở tại Kentucky, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các tin chính trong phần thời sự quốc tế Hoa Kỳ và Á Châu trong bản tin Top News của Việt TV Network. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị hai tin Việt Nam. Thứ nhất là tin quân đội Việt Nam và Nga sẽ hợp tác về kỹ thuật quân sự và hải quân. Kế đến là tin đã dừng dự án BOT ở tại quốc lộ 53 Vĩnh Long, Trà Vinh. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới việc một bộ trưởng quốc phòng của Nga, ông Sergei Shoigu, hiện đang dẫn đầu một phái đoàn viếng thăm Việt Nam. Phái đoàn này sau khi hội đàm với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, thì Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga sẽ đến chào xã giao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước ông Trần Đại Quang. Đây là một trong những cái phái đoàn của người Nga đến Việt Nam, Việt Nam, và hai bên sẽ bàn về những vấn đề quân sự liên quan đến những cái liên minh ở giữa Việt Nam và người Nga, và đồng thời thì họ cũng đưa ra nhiều vấn đề quan trọng khác. Và bản tin thứ hai liên quan đến những dự án BOT ở tại Việt Nam. Một trong những dự án BOT ở tại quốc lộ 53 từ đường từ Vĩnh Long đi Trà Vinh đã bị dừng lại. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng dự án BOT là một trong những dự án xây dựng do tư nhân bỏ tiền ra, rồi tư nhân sau khi làm xong thì họ lập những cái trạm thu phí, họ dự trù trạm BOT này sau khi làm xong quốc lộ 53 sẽ bỏ tiền thu phí đến 21 năm. Tuy nhiên vì vay tiền không được cho nên cái chủ dự án đó trên đành phải bỏ cuộc, và đồng thời thì chính phủ nói rằng nếu tư nhân không làm được họ sẽ bỏ vốn ra làm. Thì đây là một trong những cái dự án BOT mà hiện nay đang gây rắc rối giữa chính phủ Việt Nam và những cái người lái xe. Những người này không muốn trả tiền bởi vì họ cho rằng cái số tiền đó quá đáng, và việc trả tiền kéo dài quá nhiều ngày tháng, nhất là nhiều năm, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi bản tin Top News ngày thứ ba 23 tháng Giêng 2008 của Việt TV Network. Xin trân trọng kính chào.